Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Khánh Di ở huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục chia sẻ cho quý vị mà xem thêm một số cây mai phôi ha, để thú nè. Giá thì không nghĩ ha, mong quý vị ủng hộ cho anh Khánh Di ha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Tâm ha, chào cô chú bác đam mê mai vàng trên toàn quốc ha. Nay cũng tiếp tục giao lưu chứ chị mình 30 phôi cho hạt thú đất của mình đây. Đức em là bao sóng bao ship toàn quốc, số điện thoại lô em là 0395418118 số lô ha. Dạ. Trong quá trình xem clip có nghĩ mã số nào lô em chứ gì? Dạ. Em cho một số 1 ha. Ờ, số 1. Ok. Đến không? Chiều cao 24. Quanh thì nó chi chín có dư gần 10 như vậy. Bộ đế sổ là 27 ha. Dạ. Chiều VIP ha. Rồi mã số 1 này em giao luôn chứ anh chị mình giá 500 ngàn ha. Rồi, 500. Mã số 2, chiều 2. Chiều cao 26. Quần heo vị trí này là 19 anh chị em chị. Đó, có nguyện cũ đẹp ha. À. Vì đóng lợp bonsai chứ anh chị. Giá không nghĩ chứ anh chị em ha. Mã số 2 như luôn 500 luôn ha. Rồi, 500. Mã số 3. Chiều cao 30. Quần 16 quần. Đế quái ha, đế rộng cũng đẹp, thích nơi gì cắt ngắn siêu hơn chứ chị. Rồi mã số 3 là cũng như luôn giá 500 nha. 500. Mã số 4, chiều cao 25, quanh là 11. Rồi. Rồi mã số 4 nằm vô luôn chứ anh chị mình giá 350 ha. 350. Mã số 5. Chiều cao 19. Quanh 11 có dư nữa ha. Bảy để quá ha. Rất đẹp chứ anh chị. Con sai lùng lực. Rồi mã số 5 nằm vô luôn 400 ngàn. 400. Mã số 6. Chiều cao 19, quanh 13 có dư ha. Đó. Qua đùi ha, nhẫn đùi luôn. Rồi mã 6 nằm vô luôn 350 ha. 350. Rồi thêm cây quái nữa nè. Đó. Quái nè. Mã số 7, chiều cao 15, quanh 11 có dư gần 12 ha. Mã số 7 nằm vô luôn 300. 300. Mã số 8. Chiều cao 34. Quanh 16 quanh. Đó. Cái này cũng có đế sổ nơm á. Đồ sổ được 24 nha chú chị. Đó, mã số 8 nằm vô luôn 500 ngàn. 500. Mã số 9. Chiều cao 32. Quanh 14 có dư. Để đẹp, đẹp nha chú anh chị. Rồi mã số 9 nằm vô luôn của chú anh chị mình giá 500 ngàn ha. 500. Rồi mã số 10. Chiều cao 29, quanh 15 quanh ha. Rồi. Chân trước ha chú anh chị. Mình sửa ép con này vô, chân nó gọn rồi ha. Mấy con này cắt bỏ cũng được, làm kêu quái. Rồi mã số 10 như luôn 500 ha. Rồi, 500. Mã số 11. Chiều cao 36, quanh 15 có dư. Rồi. Rồi mã 11 nằm như lưu giá 500 luôn. Rồi 500. Mã 12, một cây hơi bye bye, siêu siêu ha. Siêu phong ha. Chiều cao 33. Quanh 21 quanh. Rồi. Đó, cục đế nở ha. À, mấy này mấy cây chủ nhà cũng nuôi thẻo rồi ha chú chị. À. Kéo hết ha. Cục đế đẹp.
Rồi, mã số 12 này em giao lưu cho anh chị 750 nha. 750. Mã số 13. Chiều cao 25. Hoành 13 hoành. Quá cây ha. Rồi mã số 13 này em giao lưu cho anh chị mình giá 300. 300. Mã số 14. Chiều cao 230. Hoành 19 hoành. Đó. Rồi mã 14 như luôn 500. 500. Chiếp gọn lại con đâu. Ê. Mã 15. Chiều cao 35. Hoành 16 có dư. Đó, cây này thì cái nhánh này nó hơi có vận chuyển nó hơi nứt nứt, em lấy kem quấn lại heo gì. Đó. Xếp chú anh chị em có gãi thông cảm em ấy. Còn nó còn dính cô chú anh chị em bó lại ha. Rồi mã số 15 này em giao lưu 500. 500. Số 16. Chiều cao 33. Rồi cái hoành ở đây 19 dư ha. Rồi. Cục đế rất đẹp ha. Ô đế sổ là 22. Rồi mã 16 này em giao lưu chú anh chị mình giá 750 ha. 750 thứ tự ngay số rồi lộn ghi không được. Mã số 17. Chiều cao 39. Hoành 20 hoành ha. Rồi để luôn. Rộng rất gắt ha, tay cạnh quá ok luôn. Rồi mã 17 năm giao lưu chú anh chị mình giá 850 ha. 850. Mã 18. Chiều cao 32. Rồi, cái hoành eo vị trí này là 20 có dư gần 21 ha. Mã 18 này em giao lưu chú anh chị mình giá là 850 ha. 850. Mã 19. Chiều cao 32. Hoành 16 có dư ha. Độ sổ là 26. Rồi mã 19 em giao lưu chú anh chị mình giá 500 ngàn ha. 500. Mã 20. Chiều cao 45. Hoành 17 hoành. À. Rồi mã 20 nằm vô luôn cho anh chị em giá 500 luôn ha. Rồi, 500. Mã 21. Chiều cao 42. Hoành cái này là 18, yếu xíu tới 17. Ờ, đây là con gì? Đó. Đấy đẹp ha. Có cành hồi đây lá ra cái phong tàn đẹp lắm chú anh chị. Có ba giống dách bàn tay ha. Đó, rất đẹp nha chú anh chị. Rồi mã số 21 nha luôn chú anh chị giá 700 ngàn ha. 700. Mã 22. Chiều cao 33. Hoành 17 hoành ha. Đó. Đó, nguyên một đế như sắp luôn chú anh chị. Tổng hồi đế cây này là 113 ha. Đế trải đều xương cá hết luôn chú anh chị. Em khảo kỹ cái này ha. Rồi mã 22 làm vô luôn 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. Mã 22. Hoành to lực cây nào vậy? Cái này 22, cái này 23 của chú anh chị. 23 ha. 23 chiều cao 50 ha. Cái này có vết lũa của chú anh chị. Rồi hoành đây là 25 dư. Rồi. Lũa còn hai ngón đá út em nha chú anh chị. Để có cái đuôi lợp đuôi ha.
Rồi mã 23 này em giao lưu của chú anh chị em giá 750 nha. 750. Đây viết sửa số 3. Mã số 24. Chiều cao là 39 ha. Quành là 12 quành. Rồi mã số 24 này em giao lưu chiếm chìm giá là 400.000 ha. 400. Mã số 25. Thú luôn. Thú quái nè. Rồi mã số 25 ha. Chiều cao 17. Hoành là 14 ha. Quái cây. Rồi mã số 25 này em giao lưu 450. 450. Mã số 26. Chiều cao 26. Cái hoành đây là 13 dư ha. Rồi. Rồi mã số 26 này em giao lưu chung chìm giá 350 ha. 350. Mã 27. Dựng lấy đoạn máy dựng chìm gọi vậy nha. Chiều cao là 32 ha. Hoành 15. Rồi. Lên cái phong tàn dựng lại ha chung chìm. Này làm cái chi ha. Rồi mã số 27 em giao lưu 350 luôn ha. 350. Mã 28. Xù nách ha. Xù nung nung. Chiều cao 50. Rồi quần em đo vị trí đây đi. Rồi trên đây là 20 có dư ha. Dư chắc hơn của anh chị. Đó. Xù xù đấy. Ha. Cục cục hết rồi ha. À. Xù nung ha. Càng nuôi nó càng bú bự bự lên đẹp hơn chứ anh chị. Rồi mã số 28 này giao lưu 1 triệu mốt ha. Rồi 1 triệu mốt. Mã 29. Chiều cao 29. Quanh 16 có dư. Rồi. Mã số 29 này giao lưu chứ chuyện giá 450 nha. Rồi 450. Rồi mã số 30. Chiều cao 51. Rồi cái hoành eo ngay vị trí này 21 luôn chứ chị. Con lực nữa cắt rồng rồi khiếu hay chứ chị. Đó. Rồi mã 30 cuối clip mình giao lưu chú anh chị mình giá 600 ha. Rồi 600. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình ha, nhúng nhích thời gian ha, xem hết video ứng ý mà số nào cứ alo em nha chú chị. Rồi chúc cô chú anh chị mình ha, ngày mới em làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Xin chào và hẹn gặp lại.